À đây rồi. Vãi mồi ạ. Đây em ơi. Ôi. Vãi cướp thật. Á à, đủ luôn. Ui. Này. Vãi nổi. Vãi nổi. Lên đi. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Đứng dậy nha, quay từ trên. Đúng. Lần trước mình có làm rơi con flycam xuống cái vườn, bây giờ thì mình sẽ tiến hành mua đồ về mình làm. Đồ thì mình đã chuẩn bị sẵn đây rồi, con này thì mình cũng đang ngửa ra đây rồi. Thì hôm nay mình sẽ thay cái trục này và cái trục này đấy, để sau mình sẽ test lại một lần nữa xem có được chưa nhá. Ok ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành tìm lục vừa rồi, mình sẽ tháo con này ra nhé. Đi đâu mất, mình có một cái lục nhỏ lắm. Đâu mất rồi nhỉ? Đều thất thoát hơn một cái. Cái này méo vừa, buồn thực sự. Ông vừa.
Ok, thì mình vừa đi tìm cái lục. Cái lục bộ này ngày xưa là mình mua để vặn con này này, nhưng mà nó cũ quá. Không biết cái nhỏ nhất này có vừa không? Hy vọng là nó vừa. Ui, cũ rích kìa. Cái này bé. Nhưng mà áo vào. Đây, cái này vừa. Yên liền. Đồ cổ. Ý. Vừa. Rồi. Tí luôn ạ. Thằng kia gì? Mặc áo nào.
Hey yo anh em. Ok thì mình vừa sửa xong rồi anh em ạ. Mình vừa dọn lại một ít đồ cất đi. Ok thì bây giờ mình sẽ tiến hành test cho anh em là sau khi mà mình sửa con này xong thì dùng nó có ok không anh em nhé. Mình sẽ bây giờ mình sẽ kết nối với lại remote và kết nối với lại cái iPad này. Đây cái remote này. Đây anh em ạ. Đấy. Bật lên này. Tiếp theo là mình kết nối với lại con iPad này nhá. Kết nối wifi với con iPad này. Đó, wifi này. Phantom này. Đang quay anh em ạ. Rồi. Ok thì bây giờ mình sẽ bật cái con Loicom. Đây anh em thấy chưa? Đấy. Nó chạy như này thì có khả năng là ok rồi. Nó quay được như thế. Ok. Thì bây giờ mình sẽ vào cái ứng dụng. Rồi. Được anh em ơi. Tết có cái quay rồi. Đây, Tết có cái quay rồi anh em ạ. Đây nhá, nhận rồi nha. Tay mình. Khá là ok đấy. Đấy. Rồi mình sẽ tiến hành là test xem là cái camera này nó có thể kéo xuống nhé. Đây. Nhìn anh em nhìn nha. Đấy. Thế này là ok rồi anh em ạ. Hì hục hí hoáy mãi. Đây. Em nhìn này, đây mình kéo đây. Thì hình ảnh ở bên trên này nó cũng xuống theo cùng này. Đây nha. Đây. Kéo này. Đó. Ok rồi. Lên này. Rồi. Ok thì bây giờ mình sẽ ấn vào cái nút này thì nó sẽ quay này. Nhưng mà các bạn là mình chưa có thẻ, chưa có thẻ nhớ đây. Đấy, cái thẻ nhớ nó hiện chữ NA này, NA này. Đấy là chưa có thẻ nhớ anh em ạ. Đấy, thế là Tết này có cái để quay chơi Tết rồi anh em ạ. He he. Khá là vất vả đấy. Xem nào. Mình phải mua đồ đạc này, rồi dụng cụ này, các kiểu. Hết 835.000 em. Vất vả lắm nhưng xuống dưới gì. Rồi, khá là ok. À bây giờ mình thử khởi động nhá. Hay mình thử khởi động xem nó có chạy không. Sợ cánh cùng với lại không chạy thì thôi sao vậy nha. Đây nha, mình thử. Đây, những cái động cơ này nha. Bây giờ mình sẽ khởi động ở đây. Nó động cơ này có quay không? Nó không có cánh mà động cơ nó quay tít mù luôn. Đây mình khởi động này. Xô. Quay rồi nha. À. Quay tít luôn. Đấy. Quay tít luôn. Rồi mình ga lên này. Rồi ga nhá. Đấy. Nó gầm luôn anh em ạ. Tắt này. Tắt thôi. Nãy cái ở bên này nó hiện mình quay là nó hiện báo là đã có GPS nha. Đây nhìn này. Mình bật này. Đó thì chưa? Anh em thấy nó báo có GPS chưa? Đấy, nhưng khi mình tắt đi lại không có GPS nha. Đấy, anh em thấy chưa? Ok rồi thì sau 2 ngày hí hoáy thì mình sửa xong con này. Thế là Tết có cái để quay cho anh em xem video Tết rồi. Ok, thì không còn gì nói nữa. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi mình. Xong mười mấy phút rồi qua. Hy vọng anh em ủng hộ mình nhiều nữa nha. Cảm ơn anh em. Đây nè, bên mình sẽ cho anh em xem cái
mình này. Đấy. Ui. Đây, mình đây. Đây là nhìn từ con camera ra nhá. Tè tè tè. Đấy, mình đang cầm cái máy ảnh mình quay này. Đây, anh em thấy chưa? Ý, mình cầm cái máy ảnh này. Ok. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video của mình. Hẹn gặp lại anh em trong những video sau. Bye bye anh em. Bye bye. Lên đi.